sữa Honeykit đã được chứng minh lâm sàng tăng cân và chiều cao sau 2 tháng. Honeykit, chuyên gia cho bé, an tâm của mẹ. Như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệu Thúy cũng vừa chia sẻ thì tất cả những cái bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa nó sẽ dẫn đến cái việc là khiến cho trẻ biếng ăn và cứ như vậy nó sẽ thành một cái vòng lặp đi lặp lại đúng không ạ? Và khiến cho trẻ tăng cân, không thể tăng cân và cũng không tăng chiều cao được. Bác sĩ Tiến sĩ Vân có thể phân tích rõ hơn về cái vấn đề này được không ạ? Vâng. Đúng như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệu Thúy có nói đó, là cái hệ tiêu hóa và toàn bộ cái quá trình tất cả các cái cơ quan trong cơ thể con người sẽ có một cái mối liên kết với nhau, kể cả là về mặt sinh lý phát triển cho tới cái việc là tiêu hóa hấp thụ và tương tác với cái môi trường bên ngoài. Thế thì một đứa trẻ trong cái quá trình phát triển như thế thì chúng ta cũng biết là trong 2 năm đầu đời nó cũng dễ bị mắc các bệnh khác nhau về nhi khoa, và nhất là bệnh với lại cái hệ thống tiêu hóa như là chán ăn rồi là tiêu chảy rồi táo bón vân vân. Nếu như là trong cái quá trình phát triển của các cháu thì chúng tôi vẫn khuyến cáo các bà mẹ, nhất là trong năm đầu tiên và cho tới khi đứa trẻ được 2 tuổi, là mỗi tháng cân con một lần vào một ngày nhất định để theo dõi cân nặng của cháu. Và như Phó Giáo sư Diệu Thúy cũng nói là mỗi một cái giai đoạn chúng tôi sẽ có cái mức đánh giá là sẽ tăng cân bao nhiêu thì vừa. Kể cả về nhi khoa và dinh dưỡng thì đều có cái sự thống nhất với cái sự tăng trưởng của đứa trẻ từ dưới 1 năm tuổi thì chúng tôi đánh giá theo 6 tháng và cứ hàng tháng một lần. Sau đó thì chúng tôi đánh giá với cái ngưỡng nó sẽ rộng hơn, cái thời gian rộng hơn. Nhưng mà bà mẹ vẫn nên cân nặng của con hàng tháng để theo dõi sự tăng trưởng phát triển của con. Vì cân nặng là một cách gián tiếp để đánh giá cái sự phát triển của cơ thể về mặt thể chất nhưng đồng thời là về mặt tinh thần nữa, về mặt trí lực nữa. Bởi vì là nếu như trẻ không tăng cân, điều đấy có nghĩa là trẻ đang không bắt kịp với cái đà tăng trưởng. Và nó thể hiện rằng là cái trí lực của trẻ cũng sẽ, nếu đánh giá, sẽ có phải có các cái đánh giá sâu hơn mà bà mẹ không thể tự đánh giá được so với lại cái việc đánh giá cân nặng. Nhưng mà nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế thì trong cái quá trình đó, nếu như cháu bị bệnh một vài ngày nó chán ăn và có một tháng cháu nó đứng cân, thì tháng sau chúng ta phải có cái điều chỉnh chế độ ăn để bắt kịp cái đà tăng trưởng và cháu lại tiếp tục tăng cân. Nhưng nếu như cái tình trạng này kéo dài thì nó sẽ trở nên là trẻ hoàn toàn bị thiếu nguồn dinh dưỡng cần thiết và sẽ trở nên là suy dinh dưỡng. Lúc đó suy dinh dưỡng thì cháu đã bị thiếu năng lượng này, thiếu protein này, thiếu các vitamin và chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Và thiếu tất cả những cái chất này, nó lại có một cái vai trò trong cơ thể là vật liệu để xây dựng cơ thể, nhưng đồng thời nó lại là vai trò của trong các cái enzyme để hấp thu các chất dinh dưỡng từ bên ngoài vào. Đấy, thế cho nên là lúc đó thì nó sẽ trở thành một vòng xoáy luẩn quẩn. Chúng ta đã thiếu thì chúng ta lại không hấp thu được, không hấp thu được lại tiếp tục thiếu, và cứ như thế tình trạng của đứa trẻ xấu đi. Và lúc đó thì bà mẹ không thể tự can thiệp được mà sẽ phải có can thiệp của y tế, của các chuyên gia dinh dưỡng và của các bác sĩ nhi khoa.